Quý vị, tay vợt hàng đầu thế giới Rafael Nadal sở hữu khối tài sản lên đến 200 triệu đô la Mỹ, nhưng tài sản của anh không chỉ đến từ sự nghiệp quần vợt. Ông vua sân đất nện còn kiếm bội tiền từ quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng như Babolat, Nike, Kia và Tommy Hilfiger. Do đó, không khó hiểu khi Nadal được xem như một trong những tay vợt có thu nhập cao nhất mọi thời đại. Nadal đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa và thoải mái khi sở hữu nhiều mặt hàng xa xỉ như bất động sản, siêu xe Thế nhưng, anh lại biết cách sử dụng khối tài sản của mình một cách khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền. Rafael Nadal, 35 tuổi, là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Tây Ban Nha và được đánh giá là một trong những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại. Với tài năng của mình, anh sở hữu tới 20 danh hiệu Grand Slam danh giá. Theo Forbes, trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành được 125 triệu đô la Mỹ tiền thưởng cho cả những trận đánh đơn và đánh đôi. Anh xếp thứ 27 trong danh sách các vận động viên được trả lương cao nhất năm 2020 do tạp chí Forbes bình chọn với tổng thu nhập là 40 triệu đô la Mỹ. Song, tiền thưởng kiếm được từ các giải đấu không phải là toàn bộ thu nhập của Rafael Nadal. Ông vua sân đất nện còn kiếm bội tiền từ quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng. Do đó, không khó hiểu khi Nadal được xem như một trong những tay vợt có thu nhập cao nhất mọi thời đại. Tính đến năm 2021, giá trị tài sản dòng của Rafael Nadal ước tính khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Với điều kiện tài chính như vậy, Nadal đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa và thoải mái khi sở hữu nhiều mặt hàng xa xỉ như bất động sản, siêu xe. Bên cạnh đó, anh còn sử dụng khối tài sản của mình một cách khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền. Năm 2016, Rafael Nadal thông báo ra mắt trường dạy quần vợt của riêng mình. Học viện Rafael Nadal được tài trợ bởi nhà mạng điện thoại di động Movistar. Tọa lạc tại quê hương Maloka, Tây Ban Nha, học viện này là nơi anh từng tập luyện để mang về danh hiệu Grand Slam danh giá. Đây là một khu tổ hợp bao gồm các sân quần vợt trong và ngoài trời. Ngoài ra, tại đây còn có phòng tập thể hình, các hồ bơi trong nhà và ngoài trời cùng spa chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, Học viện Rafa Nadal là nơi có sự kết hợp giữa đào tạo quần vợt và giáo dục khi cho xây dựng trường quốc tế Rafa Nadal. Điều này cho thấy Nadal đang hướng đến tiêu chí sản sinh ra một tay vợt không chỉ tài năng mà còn có học thức. Nadal là một người đam mê siêu tập xe hơi và sở hữu bộ siêu tập siêu xe đắt tiền với những chiếc xe như Ferrari 458 Italia và Aston Martin DBS. Nadal còn là gương mặt đại diện của Kia Moto. Bộ siêu tập xe hơi của Nadal cũng rất đa dạng, nổi bật nhất là hai chiếc Aston Martin DBS và Mercedes-Benz SL55 AMG với giá mỗi xe lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Nadal cũng chăm chỉ lượn lờ trên chiếc Ferrari 458 Italia được hotka com mệnh danh là một trong những chiếc Ferrari tốt nhất. Chiếc xe có giá khởi điểm khoảng 239.000 đô la Mỹ tại thị trường nước ngoài. Ngoài việc sở hữu dàn siêu xe hàng khủng, Nadal còn có niềm đam mê với du thuyền và luôn nắm mọi cơ hội để được ra biển cùng gia đình và bạn bè. Vào mùa hè năm 2019, Nadal đã bán chiếc du thuyền mang tên Beethoven dài 23 m của mình với giá là 3 triệu đô la Mỹ để sắm một chiếc du thuyền mới. Chiếc du thuyền thuộc dòng hai thân rộng rãi mang tên ST Sandrip Power do hãng Sandrip Yacht sản xuất riêng theo đơn đặt hàng của tay vật này, với chiều dài gần 24 m được thiết kế cho những chuyến đi biển dài ngày. Bên ngoài sân vợt, ông vua sân đất nện còn là một nhà đầu tư năng động. Năm 2016, anh cùng danh ca Eric Q. Elegat, Paul Grasso và Cristiano Ronaldo đầu tư vào Tatel, một chuỗi nhà hàng Tây Ban Nha có mặt tại các địa điểm ở Madrid, Beverly Hills và Ibiza. Ngoài lĩnh vực ẩm thực, Nadal và các đối tác của mình đã mua một tòa nhà cổ được xây dựng từ thế kỷ 19 nằm ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha với giá gần 30 triệu đô la Mỹ. Tòa nhà dự kiến sẽ được cải tạo thành một khu dân cư cao cấp ở thủ đô Tây Ban Nha.